chào nhà thông Thái ạ. Xin chào hai nhà thông Thái ạ. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và muốn nhờ hai nhà thông Thái. Các nhà thông Thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Hai nhà thông Thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Vâng, xin giúp tôi ạ. Giải thưởng thường niên Goldman là giải thưởng được trao trong lĩnh vực gì? Kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường. Thực ra em nghĩ là câu này thì nó không may mắn lắm, là có vẻ hai nhà thông Thái cũng đang gặp khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ không phải giáo dục. Tại vì là em chưa nghe thấy tên giải này bao giờ, em phải nói thật như thế. Thế nên em đang phân vân giữa A và mình D. Mình cũng thế, trợ giúp lần này không hiệu quả. Em nghĩ là chị nên chọn một sự trợ giúp nữa. Vâng, xin cảm ơn ạ. Sự trợ giúp của các nhà thông Thái là bạn nên chọn một quyền trợ giúp nữa. Vâng. Tôi lại nghĩ là các nhà thông Thái cũng đọc nhiều thì có thể biết. Vâng. Tôi xin sự trợ giúp gọi điện cho người thân. Vâng, bạn sẽ gọi điện cho ai? Tôi gọi điện cho bạn Vũ Thành Trung. Chúng tôi xin phép được kết nối của bạn Trung ạ. Alo. Vâng, xin chào bạn Trung ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Tôi là Dũng, đã gọi điện cho bạn từ chương trình Ngay là Triệu Phú. Dạ vâng. Bạn Hằng đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và muốn nhờ sự trợ giúp của bạn Trung. Bạn Trung sẵn sàng chưa? Dạ vâng, vâng, mình sẵn sàng rồi. Vâng, hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Giải thưởng Goldman được trao trong lĩnh vực gì? Môi trường ạ. Goldman là người đàn ông người đàn ông vàng đấy. Goldman. Được trao trong lĩnh vực gì? Có mấy đáp án chị, đi đọc đi. Kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường. Môi trường. Ừ. Vâng. Còn 6 giây. Chị cảm ơn nhá. Rồi, chúc may mắn nhá. Ừ, chị cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Ngay khi bạn đọc xong câu hỏi thì bạn bật ra là môi trường. Có thể là bạn ấy đã đọc cái giải thưởng này và bạn vâng, đã xong biết bạn lại cẩn thận bạn tìm lại xong bạn hỏi vâng. Là các phương án như nào rồi bạn bảo là D, môi trường. Bạn Trung là đồng nghiệp của tôi và bạn ấy cũng rất là nhanh nhẹn và rất là giỏi đấy ạ. Về vâng. Nhiều cái lĩnh vực mà bạn ấy có thể biết được. Vâng. Và tôi cũng rất là tin tưởng Trung. Vâng. Tôi chọn D, môi trường là câu trả lời cuối cùng của tôi. D, môi trường. Đúng là chúng ta hơi thắc mắc một chút vì tại sao lại nói đến môi trường mà lại là Goldman, người đàn ông bằng vàng. Nhỡ đâu hoạt động khai thác vàng cũng ảnh hưởng đến môi trường thì sao? Bởi vì phương án chính xác của câu hỏi này sẽ có số ít phút nữa.